Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh Bếp Quê. Hôm nay Bếp Quê cuốn chả giò nha cả nhà. Để cuốn chả giò thì hôm nay mình cuốn bằng cái bánh tráng bía. Cả nhà có thể là làm bằng bánh rế nè, hoặc là cái bánh tráng nem cũng rất là ngon luôn. Thì mình thích cái bánh tráng bía này hơn. Hôm nay mình chả giò thập cẩm, tôm thịt. Tôm thì mình đã sơ chế rồi nè. Bỏ đầu, cắt bỏ vỏ luôn, xong rồi mình cắt miếng á, cắt khúc á, cắt hạt lựu á cả nhà, để cho mình ăn con tôm nó còn sực sực nó ngon, mình không nên băm nhuyễn nha. Tôm này là khi sơ chế xong á, là mình cắt về rồi là mình cân nó là 500g nè, 500g tôm, thì thịt bằm cũng là 500g. Thịt bằm thì nên chọn cái loại mà có nạc có mỡ, nó khoảng 30% mỡ là ngon nhất, để mình làm nó không có bị khô quá, mà nó mỡ nhiều thì nó dễ bị ướt, mình chiên nó cũng chả giò nó mau mềm. Còn cái này là nấm mèo mình đã ngâm nở và cũng đã cắt nhỏ nè, mình cắt nhỏ vậy là được, không cần phải băm nhuyễn. Khi mình ngâm nấm mèo á, mình cho thêm một ít bột gạo hoặc là cái nước vo gạo á, để cái nấm nó sáng hơn, nó không có bị đen mà nó sạch hơn nữa, nó tẩy được mùi hôi. Cái này thì cái hồi khô nó khoảng 20-25g á, là mình ngâm mình cắt nở ra nó còn được như đây nè. Còn cái này là bún tàu nè cả nhà, bún tàu thì mình dùng là 50g, 50g mình cắt khúc ngắn như vậy. Vào cái này mình không ngâm nha, cái này là bí quyết luôn đó, để mình trộn vào nhân á, nó sẽ phần này nó sẽ hút cái nước thừa, những cái phần nước thừa ở trong nhân á, để mình chiên nó không bị mau mềm, chả giò nó giòn lâu. Với cái lượng này thì mình có chuẩn bị thêm khoai môn và cà rốt nè. Khoai môn thì gấp đôi cà rốt, khoai môn khoảng 250g, cà rốt thì này thì nó hơn 100g xíu. Cái này thì có khoai môn nó ngon nhưng mình cũng không nên dùng nhiều quá. Cà rốt thì một nửa khoai môn thôi. Cà rốt nhiều quá thì nó cũng dễ bị ra nước nữa. Còn đây là hành tím và đầu hành băm nè, tỏi băm, tiêu và một ít hành lá. Rồi, giờ mình trộn nhân luôn nha cả nhà. Rồi, mình dùng lấy cái thao để mình trộn nhân luôn. Mình cho hết thịt vào đây. Tôm luôn nè. Nấm mèo. Này bún tàu cho vô luôn. Mình rải đều đều ra, mình dễ trộn. Rồi, cho luôn khoai môn nè, khoai môn cao, bào sợi nhỏ thôi. Cà rốt luôn. Rồi, mình cho luôn hành tím với đầu hành lá băm nè, tỏi băm nè. Hành lá cắt nhỏ, tiêu luôn, tiêu khoảng một muỗng cà phê. Mình có cho thêm hai cái lòng đỏ trứng gà, mình chỉ lấy lòng đỏ thôi nha cả nhà, còn lòng trắng mình chừa lại nè, để tí nữa mình quét cái bánh á, khi mình cuốn á, mình quét cái mép bánh á, cho nó dính, nó không có bị bung. Rồi mình nêm gia vị luôn. Cái này mình ăn thì ăn với nước mắm, cho nên mình chỉ nêm vừa phải thôi, không cần nêm quá đậm. Cho vào một muỗng canh đường. Một muỗng canh hạt nêm. Một muỗng canh vơi thôi nha cả nhà. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng vơi thôi, muối một muỗng vơi thôi. Cuối cùng là cho vô hai muỗng canh dầu hào. Giờ mình trộn phần nhân này lên. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ cách làm này luôn. Nếu mà cả nhà thích muốn làm chả giò theo cách này á, mình có để công thức trong phần mô tả nha. Nếu mà thích làm á, mời cả nhà vào đó tham khảo. Giờ mình trộn đều phần này lên. Cái này mình trộn kỹ xíu cả nhà, để cho nó đều gia vị, do cái này nó không nó khô đó. Rồi mình trộn đều rồi, chuẩn bị đi cuốn luôn đó nha. Làm chả giò này cũng rất là nhanh.
luôn cả nhà ơi. Rồi. Cuốn này mình nhờ trợ giúp nha, 6 cuốn phụ sao. Dỡ ra trước đi. Cái này mình rửa tay sạch rồi mình làm cả nhà, đeo bao tay khó làm. Này chắc phải cuốn cuốn nhỏ hả, cái miếng bánh này bánh nhỏ này. Lấy một phần vừa phải thôi, khoảng một muỗng thôi. Mới nói vừa phải mà lấy cũng bự. Ừ. Cuốn vừa tay thôi, cái này cuốn đừng có chặt quá, chiên nó rất là dễ bị bể bụng. Cũng ăn vàng, làm rách luôn ta trong đây nè. Bởi vì mua dư á. Mắc không, để này mắc không? Trẻ. Ờ bánh này không dẻo rồi. Đây. Dẻo hả? Ừ, bánh này không sao, sao thấy được quá mà. Chứ trước mà sáng là có nướng cuốn bằng cái bánh rế nó ngon à. Sáng có bánh rế nữa mà còn lâu mua. Bánh rế sao thấy giòn quá à? Cuốn nó dễ bể. Mắm mình đông bằng cái chén nào thì mình đông chung một chén cho dễ. Một chén đường nè, chén gạt thôi đừng có dùng. Một chén đường thì mình dùng một chén nước mắm với ba chén nước. Rồi, một chén đường thì một chén nước mắm. Thì mình đông cái đây ba chén nước. Cái này ăn bún đó nên mình nên cái nước nó hơi nhạt nhạt thôi. Nếu mà các cả nhà muốn ăn với cơm tấm thì mình làm hai chén nước là được nha. Rồi, 3 chén nước. Xong rồi mình dặn vô đây một xíu muối và một xíu bột ngọt. Mỗi thứ khoảng nửa muỗng cà phê là được. Nè, khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt. Thêm nửa muỗng cà phê muối. Rồi. Nấu lửa trung bình thôi. Nấu lửa vừa vừa đến khi nào nó sôi lên mình giảm lửa nhỏ, mình nấu thêm khoảng 5-7 phút nữa cho nó cái nước mắm nó sắc lại. Một xíu nữa nó tan đường rồi á, mình cho đây hai lát thơm. Thơm hay gọi là khóm á cả nhà. Cái này nước mắm mình nấu hơi nhiều nè, nếu nấu xong mà cả nhà muốn bảo quản ăn từ từ á
thì mình không có cho ớt và tỏi vào, khi nào ăn mình mới cho, thì mình cũng để được rất là lâu nè. Mình nấu tan đường rồi mình cho đây 2 lát thơm. Nó sôi rồi á, có bọt mình vớt bớt bọt, nấu lửa riu riu thôi, nấu khoảng từ 5 tới 7 phút là được. Rồi xíu nữa mình để nguội á, mình mới cho tỏi ớt vô. Rồi mình nấu lửa nhỏ, nãy giờ cũng gần 10 phút rồi cả nhà, 7 phút rồi nè, giờ mình tắt lửa. Cái này để nguội á, khi nào ăn mình cho tỏi ớt vô. Với mình muốn chua mình sẽ thêm chanh nha. Cái này nó cũng không có chua. Thơm này là chỉ để cho nó có độ, cái nước mắm á, nó có độ sánh thôi. Mình làm mỡ hành để một xíu nữa ăn chung với bún luôn đó nha. Cho vô đây một xíu bột ngọt nha. Chút ngọt xíu muối nè. Thì mình cho miếng mỡ vô đây trước luôn để thấm đủ dầu á, nó thấm đủ hành á, cho dầu lỡ có bị nóng á, hành không bị đen. Rồi dầu nóng á mình cho vô hành luôn. Mình đã trộn dầu nguội trước á, không có sợ nó bị đen. Cái này là miếng dầu miếng hành mình thử á cả nhà, rất là xanh luôn. Còn ít tóp mỡ nè mình chơi đây luôn. Nước mắm mình để giờ nó nguội, nãy giờ nó nguội rồi cả nhà, mình sẽ cho miếng chanh vô. Cái độ chua ngọt thì tùy thích, mình có thể thử nha. Nếu cả nhà cho muốn mà dùng giấm á, thì mình cho vào nấu chung luôn cũng được. Còn chanh thì mình nên cho vào sau lúc nguội á, để nó không có bị đắng nha. Này mình cho khoảng 1 muỗng canh nè. Nó hơi chua chua ngọt ngọt là được. Rồi mình cho tỏi ớt vô luôn. Ớt này mình là tùy thích cay thì mình dùng ớt hiểm nhiều. Còn ở này là mình dùng mà vừa ớt hiểm vừa ớt sừng luôn coi cả nhà. Cho nó có màu đẹp á, mà thơm nữa. Nhưng mà nó cay ít thôi. Nếu mà thích ăn cay thì mình dùng ớt hiểm không cũng được. Mình để cái nước nó ngon, nước mắm nó nguội rồi á, mình mới cho tỏi ớt vô á, thì tỏi ớt nó nổi lên mặt nó đẹp hơn. Vậy là xong nước chấm rất là ngon luôn nè. Chả giò khi mình cuốn xong á cả nhà, nên cho vào hộp, mình cho vào ngăn đông 30 phút rồi mình mới lấy ra mình chiên thì nó sẽ giòn ngon hơn nha. Cái này nãy bánh tráng mình bị thiếu đó cả nhà, mình có lấy mấy cái bánh rế nè. Cái bánh rế cũng đẹp hơn. Chiên lửa vừa để cho nó chín nha, mình cho hòa hợp cho nó ngoại vàng mà nó bị sống nhanh. Đúng rồi.
Để rau giá rồi nè này cả nhà, cho bún vô luôn. Này cái cuốn nhỏ để nguyên luôn à. Ai ăn thêm thì mình lấy thêm ha, để mất công à. Có cho đẹp chưa đẹp, cứ đừng nhí ăn nhiều nè, bim chưa? Rồi, bãi bưng về. Làm một lần cũng nhiều vậy hả? Dạ. Chia tứ làng á hả? Hôm nấu sườn bò nó có bà đứa ăn. Còn còn một phần trong tủ á. Dạ còn hả đẹp? Một phần bữa hổm ăn sáng á. Quay tôi làm tôi đẹp đẹp nha. Rồi bún chả giò mình xong rồi nha. Mời cả nhận thức gia đình mình nha. Wow, ăn đi. Rồi nước mắm con chưa chan á, ai ăn nhiều chan để canh không được. Hành, biết quê nha. Mở hành thôi ha. Có ai ăn đậu phộng để vô. Có con để rồi á. Ê ăn miếng đậu phộng đi cho nó thơm. À thì ai thích thì để thêm. Ăn đậu phộng nó thơm, phộng dưới bự rồi chị. Ăn đậu phộng đó nè, thơm lắm á. Phộng dưới bự kìa. Công nhận hai mình mà cũng khoáng đậu phộng ghê luôn mà. Ăn xong cái sáng đi hơi khum khum cái trên xong hết đậu phộng mới trả lời mình thật. Wow, Trang chưa? Chưa, chị Trang này Trang đi em Trang. Điểm nó đâu vậy? Kể đi, mình ăn đi. Ăn thử con sáng ngon con nha. Tao nói hồi nãy quấn nó đẹp đây là chiên nó đẹp. Nãy mình đi mới ăn gì quên này bánh gà lợn nè sao? Mới làm sáng quá nè. Chưa qua gì? Chiêu này nè. Mới làm sáng hả? Mới sao? Làm qua mà ăn sáng. Thì nó dễ lại mới ngon. Thấy mới ăn miếng là ngon. Đâu hành được. Ăn liền nó làm sao quá nó ăn trước. Được chứ ăn tôi sáng mới được. Cái này ớt, nhìn ớt vậy chứ nó không có cay. Làm con cái ớt hiểm nè, còn nhiều là ớt kia. Sợ người lớn tuổi bị sặc. Người lớn tuổi khá. Hồi nãy nói người già giận tính đi về. Ớt nhóm lên tôi tính về đó. Lớn tuổi tự nhiên nói già. Ở đây đâu ai già đâu hả? Ở sát bên có sáu người hay vậy? Bởi bữa nào bà bữa hổm sáu thì làm sao nó đi kiếm hoài nó hỏi. Ủa nó mất tiêu à. Vậy hả? Đang đi kiếm hả? Từ ngày bắt con có tôi nó có ngại kiếm tôi à. Về quê chắc vui hơn ở trên thành phố quá. Ủa đâu có thấy mặt ai đâu. Thành phố có thấy mặt ai đâu.
hai thích thì hai thằng xách xe không, ra được. Chả giòn ngon. Mà tự mình làm tự mình than luôn. Cái chả giòn thử ngon không? Nói giòn hả? Có chị làm nữa hả? Nhưng mà cái gia vị này điểm nó làm nha. Vị cuốn. Cuốn hả? Cuốn đẹp quá chứ. Y như bán thôi. Ngon quá. Đang thèm món này. Dạ. Camera nó cũng chảy nước miếng rồi. Nhưng mà nãy giờ nó ăn dụng rồi phải không? Mà hổm nó quay mà em ăn mà hồi nó ướt cái camera chứ. Thì hàng gấp để dò thêm nha. Con để sơ thôi, ăn thêm cái thêm. Còn nữa chưa chiên á. Con làm gì rồi biết hả? Làm luôn lần vậy. Có gì thấy bé có cậu thận đâu không chửi bà hay nói chửi lộn thận phải có một trí chiều quá nào về sân cầu á nghe cười há há lặng tắm ơi bởi con thấy cái gì tới là biết liền luôn giống bà chỉ nhà có người vậy đó, có hữu sự gì là nó thăng tay với áo nó. Nó lẹ quá. Lẹ lắm luôn. Cơm mà thuê quệ đẹp vàng á, tự nhiên nay biết giật giật môi hay gì á. Nó giật giật môi mang vô mà chương cơm. Mang vô mà chương cơm. Đừng có thừa nói qua nay ta không có hộp cơm nữa nha. Cho mà mời ăn mà còn nói qua nay không có hộp cơm nó không kêu ăn nữa. Có thừa hoài hả? Có thừa hoài. Giật giật môi mà đi kiếm ăn thôi chứ giật giật môi đừng có kiếm chuyện nha. Kiếm chuyện được rồi. Kiếm chuyện hơi mệt. Đi vòng vòng thôi có ai mời ta ăn gì không hả? Ừ. Ngon à. Coi cắn nè. Lát gì chứ mẹ ăn cơm mẹ nó hôi tao mệt quá thôi. Hôm nay mẹ mệt quá thôi mẹ không ăn đâu. Có tôm nữa phải không được? Có tôm sắc tôm hạt lựu quá, hạt lựu ăn thấy ngon, cắn trúng thấy ngon chịu. Cắn trúng tôm hạt lựu cái băm nhuyễn nó không ngon. Còn để nguyên con tôm sao cũng cục mỡ đó. Có biết tao đụng mỡ lên cắn em ta em gấp miếng trà dò lên cắn cái rốc kìa em. Ngon đúng không? Đúng không? Wow, quá ngậy luôn. Quá ngậy, ngon à? Ngon. Hồi người ta thưởng tiền giống như nghe sumo vậy đó. Chết trời ạ. Đó ăn nhiều có thưởng nữa chứ. Sáng đi ăn sáng mà ăn ba tô phở. Ăn vậy ngon quá à, ăn ngồi cúng ăn nha, ngon dữ lắm nè. Ăn nha, ngon. Ăn thêm đi. Ăn thêm à. Cái này mà tối ngồi ngắm trời ngắm sao rồi ăn rồi uống rồi ngon là nó hết. Ơi bữa bốn thằng nhậu hả? Thôi đi được rồi mà hai. Còn nhiêu mà hai. Còn nhiêu nè, còn nhiêu nè. Vui lắm. Bốn thằng nhậu nhìn nó trời ơi. Trăng sao rồi trời ơi. Có trăng đó tụi nó ra nó quay trăng đẹp lắm. Đập tổ này rất là rộng hơn ăn đã. Bởi vậy mới tính là 10 lon là đủ. Ừ. Thấy trăng thành gió mát quá thêm 5 lon nó đi mượn. Cũng như mượn. Mua có 10 lon à. Đã đi mượn. Cho nó hồi đừng trả nó. Của hội mà tao không trả tấm đền nè, tao nó mua vậy trả nó vô. Rồi hổm cũng hốt xuống uống rồi đó. Để dành mười mấy lon uống nữa nha, bữa nó hốt đi, nó uống tấm lạc à. Trời ơi, chưa uống nữa, hốt đi rồi, mốt nào uống. Không phải đi mua nữa. Mốt kiếm họ trả lại. Có chỗ mượn rượu, mượn bia luôn, không gỡ. Ăn thêm đi nha. Hết cho giọng. Vì hàng thêm đi nha. Không thêm đi. Mà hai ăn thêm đi, mà hai. Ăn thiệt tình nha, đừng mắc cỡ nha quý vị. Quá không? Cái thế nè. Mà hai ăn thêm đi. Mà thêm đi mở. Còn quá trời bún luôn kìa. Ăn hưởng nhãn nha. Nhãn chú nhà mắc cỡ rồi. Cái này là khoai môn với cà rốt, mà cà rốt con cũng ít thôi. Sợ không có cà rốt thì nó ngán. Mình để cà rốt vô cho nó có rau củ rồi trong đó. Đúng rồi, có để nhiều rau củ vô nó không có ngán. Tại mình đã chiên rồi. Thí dụ mình bán á, mình làm lại có mình để vô tủ lạnh á.
Thì cái này mình cuốn rồi mình để tủ đông được mà, để tủ đông rồi khi nào lấy ra thì này á. Là được á, là nó gọn hơn mà nó ít cọc hơn á. Còn chừng nào tao có dám tao đặt thì nãy đó con nói nếu ăn cơm tấm là hồi nào hồi hồi nấu là bớt lại một chén nước. Còn ăn bún là thêm một chén nước. Cái nước mắm mới làm dễ lắm, công thức dễ lắm, một đường, một mắm, ba nước. Còn mà ăn cơm tấm thì hai nước thôi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dẫn hết video nha. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Quá ngon.